chào các bạn. Cùng tôi ra với bộ sưu tập Quixi của GHM nhé. Mấy em Quixi này được GHM làm từ bông mút, siêu xinh và bóp cũng siêu đã luôn. Cả đều được bán tại Shopee của GHM nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi nào. Đầu tiên sẽ là em Quixi bánh sandwich vị chocolate phiên bản gấu cookie này. Tiếp theo là hai em ốc quế gấu nâu nâu vị chocolate. Mấy hôm định quay video này để quay với các bạn. Tôi Quixi này mà trời toàn mưa thôi. Hôm nay trời mới nắng để quay đây nè. Tiếp theo là em thỏ này là thỏ hâm hồng vị sữa dâu nhỉ. Tiếp đến là em dâu Hello Kitty siêu nổi bật. Và em Hello Kitty dâu hồng. Bạn nào thích nhẹ nhàng một chút thì có thể chọn em này nhá. Tất cả đều được GHM làm rất tỉ mỉ và chịu đựng rất nhiều tâm huyết và tình yêu luôn ý. Nên là hy vọng các bạn sẽ thích và trân trọng nó nhá. Cuối cùng là hai em nấm Mario đây. Nhiều bạn yêu cầu GHM làm Squishy hình nấm nên là GHM sẽ hướng dẫn phía sau nhé. Ok, cùng GHM bắt đầu thôi nào. Mình sẽ bắt đầu với một miếng bông mút này. Các bạn có thể đặt mua ở Shopee hoặc là tận dụng ở sofa cũ này hoặc là gối cao su. Đều là bông mút này đấy. Bước này hơi lâu một chút nhưng mà các bạn cố lên nhá, vì thành phẩm sẽ cực kỳ xinh xắn đó. Bóc cũng siêu thích luôn. Và hơn nữa, vì là Quixi Handmade mà, không thể so sánh với Quixi Made Channel sản xuất hàng loạt được. Mỗi em Quixi Handmade đều có vẻ đẹp riêng ấy, và chứa được tâm huyết của người làm ra em nó đấy. Rồi sản phẩm handmade cũng được trân trọng hơn. Mình cảm thấy như vậy không biết có đúng không nữa. Ok, tương đối gọn gàng và mịn màng rồi nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt tỉa phần chân nấm nhá. Mình sẽ dùng keo để dán hai bộ phận lại với nhau nè. Sau đó mình sẽ đi pha hỗn hợp để làm liền cho cái nấm nhá. Sử dụng keo sữa này. Sau đó sử dụng kem cạo râu. Nhớ lắc đầu nhé. Sử dụng lượng vừa đủ. Sau đó quấy đều lên. Các bạn có thể cắm que vào giống GHM này. Nhưng con sẽ phải đợi tối hết một mặt, xong đợi khô với tôm mặt khác ấy, rất là lâu. Quét đều hết một lượt. Các bạn đừng có mỏng thôi nhé. Sau đó đợi khô và tiếp tục quét lần thứ 2 đến lần thứ 3. Đến khi nào mà các bạn thấy bề mặt không còn lỗ khí nữa nó mới là ok nè. Giờ mình sẽ đi tô màu cho em nó nhé. Các bạn có thể sử dụng màu nguyên chất hoặc là màu acrylic giống GHM nè. Trộn đều lên. Các bạn cũng tô một lớp mỏng thôi nhé. Tô kín luôn. Sau đó đợi khô và tiếp tục tô lớp thứ 2 và lớp thứ 3 tùy vào hình nhé. Thêm mắt miệng cho em nấm Mario thêm cô đen ạ. Giờ mình sẽ sử dụng cá bấm để lấy cái que này ra nhé. Nó cắt ở dưới trước. Sau đó rút cái que ra là được nè. Còn cái lỗ dưới đây thì mình sẽ cắt một chút keo sữa để cho Quixi thêm trọng tâm nhá. Bây giờ hoàn thiện rồi nè. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại nhé. Bye bye.